Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay của khóa học mùa hạ 2K9. Bạn nào đã vào học rồi thì các em hãy điểm danh bình luận ở trong phần bình luận giúp chị nhé. Xin chào các em, xin chào các bạn. Chúng mình cùng gửi lời chào đến chị để có thể sẵn sàng bắt đầu buổi học ngày hôm nay nào. Đã có bạn nào tham gia vào buổi học này rồi nhỉ? Hình như là hôm nay mạng không ổn lắm. Các em ơi, các em có nhìn rõ không? Các bạn có nhìn rõ không? Hình như là mạng chưa được ổn lắm, thế nên là nhìn hình ảnh hơi bị lag thì phải. Hơi bị mờ đúng không các bạn? Xin chào các em nhá. Rồi, xin chào Phạm Thư, xin chào Mến, xin chào Thu Huyền nhá. À, may quá. Đã ổn hơn rồi này, hình ảnh đã ổn hơn rồi này. Bạn nào mà thấy hình bị mờ thì các bạn sẽ đợi thêm một ít phút giúp cho chị nhé. Lúc chị mới phát trực tiếp thì Facebook có thông báo là kết nối mạng nó không được ổn định lắm. Nhưng mà bây giờ thì chị thấy ổn rồi đấy. Chị thấy ổn rồi đấy, thế nên là các bạn đợi thêm một ít phút nha. Xin chào Nhi Ngọc, xin chào Lê, xin chào Thảo Phương, xin chào các bạn. Rồi, chị thấy bạn Phạm Trang đã vào học này. Xin chào Hà Anh nha. Các bạn ơi, các em sẽ đợi thêm một ít phút để lúc nào mà nhìn màn hình rõ rồi, nhìn hình ảnh rõ rồi thì các bạn bình luận cho chị biết với nhá. Còn ở phía chị thì chị theo dõi là đang thấy ổn rồi đấy. Rồi, xin chào tất cả các em. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi học ngày hôm nay nhá. Chị vừa vào check lại thì đã thấy số lượng các bạn điểm danh nhận tài liệu buổi 1 là đã khá đủ rồi đấy. Thế nên là kết thúc buổi học này thì chị sẽ đăng link tài liệu buổi 1 cho các em nha. Rồi, rất là tích cực. Và chị mong rằng là buổi học ngày hôm nay cũng sẽ có sự tham gia đông đảo này. Và sẽ là sự tương tác nhiệt tình từ phía các bạn nữa nhá. Hiện tại là đã có bao nhiêu bạn vào theo dõi rồi nhỉ? Đã có bao nhiêu bạn là vào học buổi ngày hôm nay rồi đây? Các em ơi, nếu như mà chúng mình có bạn bè ở trong nhóm này thì các bạn nhớ gọi bạn bè của mình vào học nhé. Buổi ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những cái kiến thức thú vị, không những là về văn học mà còn là về lịch sử nữa đấy. Và chị đang rất mong chờ để có thể cùng chia sẻ với các em. Nên hãy sẵn sàng bút, vở, sách giáo khoa, sách tham khảo để cùng với chị học trong buổi ngày hôm nay nhé. Nhanh chóng nào. Bạn nào mà chưa kịp mở vở thì bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng nhá. Bạn nào đã gửi lời chào đến chị rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra lại giúp chị là xem là đã đầy đủ đồ dùng học tập chưa, đã có vở ghi, đã có bút viết chưa nào. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí, trích hồi thứ 14. Đây là một văn bản được chắp bút bởi nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái, các bạn nha. Nhóm tác giả nghĩa là có nhiều tác giả. Đấy. Rồi, xin chào các bạn. Đâu rồi, ổn định chưa ạ? Chuyện người con gái Nam Xương hôm qua chưa xong mà chị. Chị đã nói rõ ở trong buổi ngày hôm qua rồi này. Đấy là hôm qua kiến thức về chuyện người con gái Nam Xương thì chúng ta sẽ tạm dừng lại tại đó. Những cái phần nội dung khác thì chị sẽ gửi tới các bạn thông qua tài liệu mà. Chị có giải thích rồi đấy. Đấy, để đảm bảo là mỗi buổi học chúng ta có thể tìm hiểu về một văn bản khác nhau. Và thứ hai nữa là mục tiêu của chị thì không phải là một cái phần kiến thức thật là chi tiết đầy đủ ở trong mỗi buổi học. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như mà so sánh với khóa học văn VIP thì chuyện người con gái Nam Xương chúng ta học trong 3 buổi cơ, mỗi buổi 2 tiếng thì mới có thể là phân tích chi tiết đầy đủ và cặn kẽ được. Thì buổi ngày hôm qua là chúng ta cùng phân tích chi tiết về một vài những ý chính liên quan đến vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật Vũ Nương, đúng không? Liên quan đến vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Còn lại thì qua đó các bạn đã nắm bắt được cách phân tích dẫn chứng rồi này, cách khai thác dẫn chứng rồi này.
thì chúng ta có thể chủ động khai thác dẫn chứng ở trong các luận điểm khác và đọc thêm ở trong phần tài liệu nữa nha. Chứ nếu như mà để học hết về chuyện người con gái Nam Xương thì có lẽ là 4 buổi của khóa học này mà mỗi buổi học khoảng 1 tiếng rưỡi thì may ra là mới đầy đủ được đấy các bạn ạ. Thật đấy. Rồi. Xin chào các em nha. Nào, chúng mình đã có mặt đông đủ ở đây chưa? Ồ, nhóm của chúng ta có đến hơn 1.000 bạn này. Mà hiện tại là chị thấy là vẫn chưa đủ đâu nhá. Vẫn chưa đủ số lượng các bạn vào tham gia đâu. Và chị sẽ rất rất là buồn nếu như mà có tình trạng các bạn chỉ tham gia cho có. Đấy, cứ thấy nghe khóa học mùa hạ cho 2K9, cứ thấy nghe là khóa học môn văn là bấm vào tham gia, trong khi là chúng mình lại không thực sự là cố gắng và quan tâm với cái khóa học này để mà chúng ta tiếp thu được những cái kiến thức cần thiết. Đấy, đúng không? Và đó cũng là lý do mà trong các cái hoạt động tặng tài liệu cho chúng mình thì chị đều phải yêu cầu các bạn điểm danh. Điểm danh để làm gì? Điểm danh là để khi chị đăng tài liệu vào trong phần bình luận thì những bạn nào điểm danh chúng ta sẽ nhận được thông báo. Ok chưa? Đấy, những bạn nào điểm danh thì chúng ta sẽ nhận được thông báo. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ vào lấy tài liệu là những bạn mà ít nhiều có cái sự quan tâm thực sự tới khóa học này. Rồi. Nào, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của buổi ngày hôm nay nhé. Đến với văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí, trích hồi thứ 14 ở trong tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí của nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái. Trước tiên thì có thể chúng ta nghe văn bản này, nghe tên của văn bản hơi lạ lẫm. Và một phần nữa là cũng có một số bạn ở một số địa phương, chúng ta còn nghĩ rằng đây là một văn bản không cần phải học, một văn bản không quan trọng. Nhưng như chị cũng đã từng giải thích đấy, văn bản này cũng đã từng ra vào đề thi của một số tỉnh thành khi mà thi vào 10 luôn các bạn ạ. Và cái thứ hai là về phần văn học trung đại thì đây là một văn bản thuộc cái thể loại là tiểu thuyết lịch sử chương hồi, tiểu thuyết chương hồi. Một trong những cái thể loại văn học trung đại cũng rất là đặc sắc của nền văn học nước ta. Nên là chị nghĩ rằng chúng ta nên dành thời gian để tìm hiểu, sẽ có rất là nhiều những điều thú vị ở đây đấy. Chúng mình sẽ cùng nhìn nhận và tìm hiểu văn bản này ở góc độ văn học là chính, chứ không phải góc độ lịch sử, nhưng sẽ có sự giao thoa để chúng ta thấy được cái hay, cái đẹp của văn bản này nha. Các bạn hiểu Hoàng Lê Nhất Thống Chí nghĩa là gì? À, bạn nào mà đã đọc sách giáo khoa, đọc phần chú thích rồi, hay là đã tham gia chiến dịch tiếp cận rồi, thì chúng mình cũng sẽ hình dung được Hoàng Lê Nhất Thống Chí nghĩa là sự thống nhất của vương triều nhà Lê, đúng không ạ? Hoàng Lê này, vương triều nhà Lê này. Đấy, chí là tên gọi của thể loại, thể chí nhá. Còn Hoàng Lê Nhất Thống Chí thì có nghĩa là ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê. Ok chưa? Cụ thể là vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh và trả lại Bắc Hà cho vua Lê. Thì các bạn hình dung này, các triều đại của phong kiến Việt Nam đó là Ngô, Đinh, Tiền, Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Sơ. Thì các bạn sẽ hình dung là nhà Lê ở đây chính là cái thời điểm, chính là nhà Lê ở phía sau nhá, không phải là nhà Lê đầu tiên đâu. Ok chưa? Đấy, nhà Lê mà được nhắc đến ở phía sau ấy, Ngô, Đinh, Tiền, Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Sơ. Ok chưa? Đó, thế nên rằng là ở đây thì chúng mình hình dung về cái thời điểm lịch sử như vậy. Còn cụ thể thì đây, mặc dù trong tên gọi của văn bản, trong tên gọi của tác phẩm thì có ghi rõ tên thể loại rồi, đó là thể chí. Nhưng mà thể chí ở đây là một thể loại của lịch sử. Còn về mặt văn học, chúng ta có thể coi Hoàng Lê Nhất Thống Chí là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi nhá. Tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi. Nói về thể loại này thì chị nghĩ rằng là đưa ra một số ví dụ về tiểu thuyết lịch sử chương hồi của bên Trung Quốc đi. Tiểu thuyết chương hồi của bên Trung Quốc đi thì các em sẽ dễ hình dung. Nó sẽ là cái thể loại mà giống như là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ok chưa? Nhá. Đấy, tiểu thuyết chương hồi là cái thể loại mà giống như là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tam Quốc Diễn Nghĩa thì phiên bản gốc là một tác phẩm văn học các bạn nhé, chứ không phải là một bộ phim đâu. Phim Tam Quốc là chuyển thể từ tác phẩm văn học.
Đấy, thế thì Hoàng Lê Nhất Thống Chí là một tác phẩm của văn học Việt Nam. Và về mặt văn học, ta có thể coi đây như là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi, có các chương hồi khác nhau, kể lại về cả một cái quá trình, một cái giai đoạn nào đó trong lịch sử. Còn đoạn trích mà chúng ta học là đoạn trích nằm trong hồi thứ 14, tập trung viết về sự kiện vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây ấy, là nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái thì không phải là chỉ kể lại lịch sử một cách khô khan và đơn thuần. Cái đặc biệt ở đây, cái sự lôi cuốn, cuốn hút ở đây đến từ việc là nhóm tác giả đã thổi hồn văn học vào những cái sự kiện lịch sử này và những hình tượng nhân vật lịch sử này, đem đến cho chúng ta những trang viết mà vừa có tính lịch sử nhưng lại vừa có tính văn học. Ok chưa? Đấy, thì khi mà các em đọc văn bản này, các em cũng sẽ thấy không phải là chúng ta đang học một bài lịch sử đâu nhé. Tại sao lại như vậy? Thì bây giờ các bạn sẽ cùng với chị khám phá những cái nội dung như sau để thấy được sự đặc sắc ở trong văn bản này nhé. Tìm hiểu về Hoàng Lê Nhất Thống Chí ấy, thì chúng ta sẽ xoay quanh những nội dung chính như sau này. Thứ nhất là chúng mình sẽ nắm bắt được các sự kiện chính. Được nhóm tác giả thuật lại ở trong văn bản này. Thứ hai, và cũng là nội dung quan trọng nhất, chính là chúng mình cần phải hiểu được và nắm bắt được về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Quang Trung Nguyễn Huệ, chị viết tắt nhé. Đồng ý chưa? Các bạn để ý chị viết tắt Quang Trung Nguyễn Huệ. Đó, và hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ thì chúng ta tập trung chủ yếu ở vẻ đẹp phẩm chất. Rồi, đồng ý chưa? Rồi tiếp tục, vấn đề thứ 3 mà chúng ta cần phải tập trung và cũng cần phải nắm bắt được khi tìm hiểu về văn bản này, đó chính là sự thất bại thảm hại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống. Nhá, sự thất bại thảm hại. Của quân tướng nhà Thanh. Và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống. Đây là bốn vấn đề chính mà chúng ta cần nắm bắt được khi tìm hiểu về Hoàng Lê Nhất Thống Chí trích hồi thứ 14 các bạn nhá. À, thế thì cùng hình dung này, nếu như mà chúng ta viết về văn bản này, viết về một trong số những cái nội dung liên quan đến văn bản này, thì chúng ta có thể viết mở bài dẫn dắt từ đâu? Đúng không ạ? Chúng ta có thể viết mở bài dẫn dắt từ đâu? À, nhớ lại buổi học hôm qua nhá. Có rất là nhiều những cách để chúng ta viết mở bài và viết kết bài, đúng không các em? Một trong số đó chính là cái cách mà chúng ta đi từ những đoạn thơ hoặc là đi từ những cái nhận định phù hợp. Thế thì ở đây chị gợi ý cho các bạn một đoạn thơ cũng rất là hay. Một đoạn thơ mà sẽ đề cập đến cái sự kiện chính được miêu tả lại, được tường thuật lại ở trong văn bản này, chính là sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh. Ok chưa? Đấy, thì chúng ta có một đoạn thơ của tác giả Trẻ Lan Viên trong tác phẩm Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng. Thì trong tác phẩm đó, trong bài thơ đó, thì nhà thơ Trẻ Lan Viên đã từng viết là gì ạ? Hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chưa đâu, ngay cả trong những ngày đẹp nhất, khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều, đất nước hóa thành văn, khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Vậy là suốt 4.000 năm oai hùng, trận chiến thần tốc khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc đại phá quân Thanh là một trong những trận chiến xuất sắc đã trở thành dấu son chói lọi sáng ngời của lịch sử nước nhà.
Dưới ngòi bút của Trẻ Lan Viên, sự kiện ấy sánh ngang với rất nhiều những điểm nhấn trong lịch sử Việt Nam, như là khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, khi Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn, khi Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Và ở đây chúng ta cũng nhớ lại về sự kiện Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, chính là chiến công của vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Những chiến công oanh oanh liệt liệt ấy đã được tái hiện chân thực và làm sáng rõ trong tiểu thuyết Hoàng Lê Nhất Thống Chí của nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái. Xong rồi là đề bài hỏi về vấn đề gì thì chúng mình sẽ nêu vấn đề đấy ra. Ok không ạ? Nha. Đó, thì cũng có rất là nhiều những đoạn thơ khác hoặc là những cái nhận định khác để chúng ta sử dụng dẫn dắt vào Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Thì ở đây chị gợi ý một cái đoạn thơ như vậy, các em có thể chủ động tìm đọc thêm nha. Đồng ý chưa? Đoạn thơ của tác giả Trẻ Lan Viên, viết trong tác phẩm Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng. Tác phẩm đó cũng rất là hay, nên nếu như có thời gian thì các em nên đọc toàn bộ tác phẩm nhé. Rồi, thì sau khi mà dẫn dắt vào tác phẩm rồi thì chúng ta sẽ cần phải nêu được vấn đề mà đề bài hỏi. Đề bài có thể hỏi về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ này. Đề bài có thể yêu cầu chúng ta phân tích một đoạn trích ở trong văn bản này. Hoặc đề bài cũng có thể là yêu cầu chúng ta phân tích về cái sự thất bại thảm hại của quân tướng nhà Thanh, hay là về hình ảnh của vua Tôi Lê Chiêu Thống. Đây, đề bài có thể xoay quanh những cái vấn đề như thế này. Ok chưa? Thì đấy là về gợi ý cho cái phần viết mở bài cho các bạn khi mà chúng ta đến với Hoàng Lê Nhất Thống Chí hồi thứ 14 nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tập trung xây dựng phần nội dung của văn bản này. Đây, thì trong khuôn khổ của buổi ngày hôm nay, trước tiên là chị muốn các bạn có thể hình dung được về những sự kiện chính được đề cập đến trong văn bản. Phần này sẽ rất là thú vị đấy. Và nhiều khi mà chúng ta học về văn bản này ở trên lớp là thầy cô sẽ ít khi nhắc đến. Nhưng mà chị rất mong là có thể tận dụng buổi học ngày hôm nay để cùng với các bạn hệ thống lại các sự kiện chính. Sẽ có nhiều những điều đặc biệt mà ta nhận ra sau khi hệ thống cùng với chị đấy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đến với hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ nha. Các bạn đồng ý chưa nào? Các bạn ơi, sao vậy, có vấn đề gì ạ? Các bạn ơi, thực sự là cái vấn đề về tài liệu hay là những cái vấn đề mà nó không liên quan, nó đang đi xa dần với cả nội dung mà chị đang trao đổi ấy. Thực sự các bạn nếu như mà ở vị trí của chị thì các bạn cảm thấy như thế nào? Cảm giác như là đang tập trung trao đổi về một nội dung và những người mà mình đang hướng đến thì lại không quan tâm lắm. Đấy, các bạn cần tài liệu đúng không? Vậy hay là thôi, bây giờ chúng ta sẽ không học nữa và chị kết thúc buổi học này tại đây. Chị đăng tài liệu cho các bạn, thế là xong, đúng không nào? Đúng không ạ? Nhá, hay là cái nữa, cũng có những bạn có tài liệu ở đây và các bạn lại tranh thủ là bạn nào cần tài liệu thì inbox cho mình vân vân. Chị cảm thấy rất khó hiểu với những hành động như vậy. Thế thì các bạn tham gia buổi học này để làm gì đây ạ? Đúng không? Đấy, nhá. Thế nên rằng là một lần nữa chị nhắc lại và chị mong rằng đây là lần nhắc nhở cuối cùng về việc các bạn tập trung vào cái nội dung mà chúng ta đang học, để mỗi giây phút diễn ra ở trong những buổi học như thế này sẽ không hề bị lãng phí và các bạn cũng sẽ không bị sao nhãng bởi bất cứ điều gì cả. Đó, rồi tất cả những cái vấn đề khi mà chúng ta được nhận những ưu đãi gì, tài liệu đăng tải khi nào, ra sao thì chị sẽ giải đáp cho các bạn mà. Đó, ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên ở trong buổi ngày hôm nay, chính là về những sự kiện chính được nhóm tác giả cùng phân tích và cùng diễn đạt ở trong văn bản này. Những sự kiện chính. Các bạn đã có sách giáo khoa ở đây chưa? Các bạn đã có sách giáo khoa ở đây chưa ạ? Bây giờ hãy mở sách giáo khoa ra đến với văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí và sẵn sàng liệt kê cùng với chị này. Các bạn mở sách giáo khoa học kỳ 1 nhé. Chúng ta mở đến trang... Các
Các bạn sẽ mở đến trang 64 giúp cho chị. Đến với văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Thì sự kiện đầu tiên các bạn sẽ đọc dần và đến với trang 65 nha. Đến với trang 65 thì chị vừa đọc lại cùng với các bạn và vừa tóm tắt nhanh này. Đầu tiên, văn bản mở đầu với cả hai cái lời thơ. Đây là một truyền thống trong cách viết tiểu thuyết chương hồi. Cứ bắt đầu mỗi hồi thì tác giả sẽ có những cái câu thơ mang tính khái quát, tóm gọn lại nội dung của cái hồi đấy. Thì ở đây, nội dung của hồi thứ 14 là gì? Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh bị thua trận, bỏ Thăng Long, chiêu thống trốn ra ngoài. Nghĩa là hồi thứ 14 này sẽ nêu về cái sự kiện là Quang Trung, vua Quang Trung đánh Ngọc Hồi và quân Thanh bị thua trận. Đó, còn vua Tôi Lê Chiêu Thống thì phải bỏ Thăng Long để trốn ra ngoài. Đấy, thế là qua hai câu thơ này thôi là chúng ta cũng đã hình dung được về nội dung của toàn bộ hồi thứ 14 rồi. Sau đó này, thì bởi vì đây chỉ là một đoạn trích ở trong hồi thứ 14 thôi, chứ chưa phải là toàn bộ hồi thứ 14. Trước đó ấy, thì đoạn đầu của hồi này nói về việc Tôn Sĩ Nghị kéo quân vào Thăng Long, thấy rất là dễ dàng và cho rằng là vô sự, có nghĩa là cho rằng là không có vấn đề gì cả, nên là cũng không đề phòng gì hết. Tôn Sĩ Nghị là một quân tướng của nhà Thanh, đồng ý không? Thế là cái điều đó cũng làm cho vua Tôi Lê Chiêu Thống, vốn đã biết rất rõ tài cầm quân của Nguyễn Huệ, vô cùng lo lắng. À, thế là phần đầu của hồi thứ 14 này là viết về việc là quân tướng nhà Thanh kéo quân vào Thăng Long và chiếm Thăng Long một cách vô cùng dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì người ta vẫn nói là cái sự kiện này là vua Tôi Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà mà. Đó, tạo điều kiện cho quân địch vào nước ta luôn. Thế thì lúc bấy giờ, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ nghe tin đó rất là tức giận. Đây nhá, ngày 20 tháng ấy, Sở lui về Tam Điệp, thì ngày 24 tuyết đã vào đến thành Phú Xuân. Bắc Bình Vương tiếp được tin báo, nghĩa là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ biết được cái tin là quân Thanh vào nước ta quá dễ dàng ấy, thì giận lắm, liền họp các tướng sĩ định là sẽ thân chinh cầm quân đi ngay. Nhưng các tướng sĩ đến họp thì đều nói là gì? Chúa Công với vua Tây Sơn có sự hiềm khích, đối với ngôi chí tôn, lòng tôn phò của mọi người chưa thật vững bền. Nay nghe quân Thanh sang đánh, càng dễ sinh ra ngờ vực hai lòng. Vậy xin trước hết hãy chính vị hiệu, ban lệnh ân xá khắp trong ngoài, để yên kẻ phản trắc và giữ lấy lòng người, rồi sau sẽ cất quân ra đánh dẹp cõi Bắc cũng chưa là muộn. Nghĩa là lúc mà Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ muốn kéo quân đi ngay ấy, muốn kéo quân để dẹp yên quân Thanh ngay, muốn đánh đuổi quân Thanh ngay lập tức, bởi vì quá là tức giận. Cái lòng tự tôn dân tộc không cho phép quân giặc có thể vào nước ta một cách quá dễ dàng như thế. Đó, thế nhưng mà khi mà họp các tướng sĩ thì Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ cũng ghi nhận cái ý kiến rất là xác đáng, chính là gì? Bây giờ muốn nhân danh dân tộc để đánh đuổi quân xâm lược thì mọi thứ đều cần phải chính thức, đều cần phải rõ ràng, đàng hoàng. Thì cái người mà có thể đại diện dân tộc cầm quân để mà đánh đuổi quân thù ấy, đánh đuổi quân xâm lược, thì phải là ngôi chí tôn, phải là ngôi vị cao nhất. Đấy, đồng ý chưa? Chỉ có như thế thì mới có thể yên được lòng dân, chỉ mới như thế thì mới có thể là thống nhất được lòng quân. Thế nên là tiếp thu cái ý kiến đó thì Bắc Bình Vương lấy làm rất phải, bèn cho đắp đàn ở trên núi Bân, tế cáo trời đất, cùng các thần sông thần núi, chế ra áo cổn mũ miện, lên ngôi hoàng đế, đổi năm thứ 14 niên hiệu Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc làm năm đầu của niên hiệu Quang Trung. Lễ xong, hạ lệnh xuất quân. Hôm ấy nhằm vào ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân 1788. Chúng ta có sự kiện đầu tiên là ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân. Đó, đồng ý chưa? Nghĩa là vào tháng 12 năm 1978 đấy. À nhầm, 1788, chị xin lỗi. Năm 1788. Đấy, thì sự kiện này là diễn ra ở đâu ạ? Sự kiện này là diễn ra ở đâu? Các bạn ơi, sự kiện mà Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ tế cáo trời đất và lên ngôi hoàng đế ấy, sự kiện này thì diễn ra ở đâu ạ?
tại đâu nhỉ? Các bạn đọc kỹ đoạn đó và cho chị biết là sự kiện này diễn ra tại đâu? Tại đâu? Sự kiện này diễn ra tại đâu đây? Sự kiện này diễn ra tại đâu nhỉ? Trên núi Bân, và cụ thể núi Bân ở đâu ạ? Núi Bân ở đâu? Chị muốn có một cái địa danh mà tức nghĩa là rộng hơn ý. Đấy, nói núi Bân thì chúng mình chưa thể biết được ở đâu cả. Bây giờ nó thuộc thành nào hoặc là thuộc tỉnh nào đấy thì các bạn thử xác định nào. Đọc kỹ nhá. Rồi, đúng là ở trên núi Bân, nhưng mà núi Bân ở đâu đây ạ? Ở Thừa Thiên Huế à? Các bạn đọc kỹ ở trong văn bản giúp chị nào. Đọc ở trong văn bản giúp chị. Các bạn đọc trong văn bản giúp chị. Chị muốn lấy đúng cái tên địa danh mà được viết ở trong văn bản ý. Rồi, đúng rồi, chính xác. Ở đây, núi Bân là ở thành Phú Xuân các bạn nhá. Ở Phú Xuân. Ý của chị không phải là yêu cầu các bạn bây giờ tra Google Maps xem là núi Bân ở đâu, mà ý của chị là muốn các bạn đọc kỹ văn bản ý. Cái này là kỹ năng đọc hiểu mà. Kỹ năng đọc hiểu đấy, là đọc văn bản. Bây giờ trong văn bản tác giả không viết cụ thể trực tiếp là núi Bân ở đâu, nhưng chúng ta kết nối các cái thông tin lại. Thì lúc bấy giờ Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đang ở đâu ạ? Đang ở thành Phú Xuân mà, đúng không ạ? Đấy, đây, sự kiện này là diễn ra tại Phú Xuân này. Và tại sao chị muốn lấy cái địa danh này? Thì một lát nữa sau khi thống kê hết các sự kiện, các bạn sẽ thấy được cái sự thay đổi không gian rất nhiều và rất nhanh chóng của Nghĩa quân Tây Sơn khi mà tiến vào Thăng Long. Nhá, ok chưa? Đấy, thì sự kiện này là diễn ra tại Phú Xuân. Và cụ thể và cụ thể thì đó chính là sự kiện Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế. Nhá, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ. Lên ngôi hoàng đế và lấy niên hiệu là Quang Trung. Đổi niên hiệu là Quang Trung. Điều này cũng có nghĩa là khi mà chúng ta phân tích các cái dẫn chứng trước sự kiện này thì các bạn không được gọi là Quang Trung Nguyễn Huệ. Bởi vì sao? Bởi vì những cái dẫn chứng diễn ra trước sự kiện này thì lúc bấy giờ Nguyễn Huệ chưa có lên ngôi hoàng đế, chưa có niên hiệu là Quang Trung. Ví dụ chúng ta phân tích về sự tức giận của Bắc Bình Vương khi mà biết tin là quân Thanh vào nước ta quá dễ dàng. Sự tức giận ấy cũng cho thấy tinh thần tự tôn dân tộc, hay là cái tinh thần mà muốn thân chinh cầm quân đi ngay một cách ngay lập tức như thế, cũng cho thấy về cái khát khao mà đánh thắng quân thù, dẹp yên quân giặc để giành lại độc lập hòa bình cho đất nước của nhân vật này. Thế thì tất cả những cái dẫn chứng đó ấy, chúng ta sẽ chỉ sử dụng là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, chứ chúng ta chưa được viết là Quang Trung Nguyễn Huệ nha. Chỉ sau khi sự kiện này diễn ra, chúng ta phân tích những cái dẫn chứng đằng sau sự kiện này thì chúng mình mới dùng là vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Đấy, một cái lưu ý nho nhỏ như thế để khi chúng ta viết, viết cho nó chuẩn chỉnh nhá. Đấy là sự kiện đầu tiên. Tiếp tục, sự kiện thứ hai diễn ra vào ngày bao nhiêu? Nào, chúng ta cùng đọc tiếp nhá. Vua Quang Trung tự mình đốc xuất đại binh, cả thủy lẫn bộ cùng ra đi. Ngày 29 đã đến với Nghệ An. À, sự kiện thứ hai đó là diễn ra vào ngày 29 này. Vẫn là tháng Chạp nhá. Cũng vẫn là năm Mậu Thân nhá. Ok chưa? Thì từ Phú Xuân bây giờ đã ra đến Nghệ An rồi. Tại Nghệ An. Thì ở đây diễn ra sự kiện gì hả các bạn? Nào, chúng ta đọc văn bản và trả lời cho chị biết là ngày 29
Khi mà đội quân của vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã ra đến Nghệ An thì vua Quang Trung có hành động gì? Vua Quang Trung có những hành động gì diễn ra vào ngày 29 này ạ? Nào, vua Quang Trung có hành động gì diễn ra vào ngày 29 này? Có nhiều sự kiện nha, có nhiều sự kiện ở đây đấy. À, trước tiên là vua cho vời người cống sĩ huyện La Sơn, chính là Nguyễn Thiếp. Cho vời ở đây chính là cho mời đấy nhá. Nghĩa là vua mời cống sĩ Nguyễn Thiếp để mà hỏi chuyện. Đấy nhá. Thì vua hỏi là quân Thanh sang đánh, tôi sắp đem binh ra chống cự, mưu đánh và giữ, cơ được hay thua, tiên sinh nghĩ thế nào? Rất biết trọng dụng người tài nha. Không phải là một cái vị vua mà độc đoán đâu nhá. Vua Quang Trung mặc dù là các cái hành động diễn ra rất là quyết đoán nhanh chóng, nhưng mà luôn luôn trọng dụng người tài. Thì khi mà đến Nghệ An, vua Quang Trung cho mời người cống sĩ Nguyễn Thiếp để hỏi chuyện, hỏi về mưu đánh và giữ, cơ được hay thua. Đó, hỏi xem là ý kiến của một người tài như là Nguyễn Thiếp thì sẽ như thế nào. Thì lúc đó Thiếp có nói là bây giờ trong nước trống không, lòng người tan rã, quân Thanh ở xa tới đây, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh nên giữ ra sao. Chúa công đi ra chuyến này không quá 10 ngày, quân Thanh sẽ bị dẹp tan. À, lời của cống sĩ Nguyễn Thiếp đã phân tích tình hình để thấy được những cái điểm, những cái nhược điểm của quân Thanh, đúng không ạ? Và ưu thế của quân ta, để rồi chốt lại là quân ta sẽ giành được chiến thắng. Khi nghe như vậy thì vua Quang Trung mừng lắm, nên đã sai đại tướng là Hàm Hộ Hầu kén lính ở Nghệ An, cứ 3 xuất đinh thì lấy một người, tức nghĩa là cứ 3 người đàn ông lấy một người. Và chưa được mấy lúc thì đã được hơn 1 vạn quân tinh nhuệ rồi. Đấy, rồi sau đó là vua cưỡi voi ra doanh để yên ủi quân lính, và đặc biệt là có lời phủ dụ quân lính tại đây. Thế nên có những sự kiện diễn ra như sau này ở Nghệ An nhé. Trước tiên là vua trao đổi với cả cống sĩ Nguyễn Thiếp, cho mời cống sĩ Nguyễn Thiếp này. Rồi là gì? À, tổ chức tuyển quân này, đúng không? Và đặc biệt là có lời phủ dụ quân lính. Đích thân nhà vua có lời phủ dụ quân lính ở đây. Đây chính là sự kiện thứ hai. Rồi, tiếp tục nào, sự kiện thứ ba. Và các bạn để ý nhé, cách mà nhóm tác giả đưa ra các sự kiện này thì không hề giống với cả việc tường thuật lịch sử đơn thuần. Nếu như mà việc tường thuật lịch sử đơn thuần, chúng ta nhớ lại trong các cái cuốn sách giáo khoa lịch sử chúng mình học ấy, sẽ là cứ thời điểm này, đúng không ạ? Thời gian này, địa điểm này, sự kiện này. Đấy, nhưng mà cách kể của nhóm tác giả ở đây có giống như thế không? Không, đúng không ạ? Khi thì nhóm tác giả nêu ra sự kiện trước. Ví dụ như với sự kiện đầu tiên thì nhóm tác giả nêu ra sự kiện trước, xong rồi mới chốt lại. Đó là gì? Hôm ấy là vào ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân. Đó, cách kể rất là linh hoạt, rất hay nhá. Rồi là gì? Ngày 29 đến Nghệ An. Nghĩa là các cái sự kiện này này, các cái thời điểm về mặt lịch sử, về mặt thời gian này, nó dễ khiến cho những trang viết bị khô khan, đúng không? Nhưng nhóm tác giả ở đây đã xử lý rất khéo léo, đan cài các cái thời điểm lịch sử ấy vào trong quá trình kể, khiến cho chúng ta như là đang nghe một câu chuyện, khiến cho chúng ta đang cùng đi qua các cái sự kiện mà không bị quá khô khan về mặt thời điểm lịch sử. Đấy, nên là đấy là cái sự khác biệt giữa lịch sử và văn học. Đấy chính là vẻ đẹp về mặt văn học của tác phẩm này đấy. Tiếp tục nhá. Sự kiện thứ 3 này. Sự kiện thứ 3, chỉ một ngày sau đó thôi, hôm sau. Đây các em để ý ở trang 66 nhá. Sau khi mà vua có lời phụ dụ quân lính thì vua nói là, à thì tác giả miêu tả là gì ạ? Hôm sau vua Quang Trung hạ lệnh tiến quân, các quân đều nghiêm chỉnh đội ngũ mà đi. Khi đến núi Tam Điệp, Sở và Lân ra đón, đều mang gươm trên lưng mà xin chịu tội.
Thế là chúng ta có sự kiện tiếp theo diễn ra vào ngay ngày hôm sau, chính là ngày 30. Nhóm tác giả có viết cụ thể đâu, nhưng chúng ta phải suy ra được đúng không ạ? Đó là vào ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Thân. Thì sự kiện này diễn ra ở đâu? À, đã đến núi Tam Điệp rồi đây ạ, nhá, đến Tam Điệp. Thì ở đó này, vua Quang Trung đã có hành động là gì? À, ở đây vua Quang Trung đã thưởng phạt tướng lĩnh một cách rất là phân minh, thưởng phạt tướng lĩnh này. Rồi mở tiệc khao quân nhá, mở tiệc khao quân. Bởi vì các bạn biết tại sao không? Đây là Tết đấy, 30 tháng Chạp mà, ngày cuối cùng của một năm đấy, đúng không ạ? Đây, thế nên là ở đây là vua Quang Trung có mở tiệc khao quân và người ta gọi đây là ăn Tết sớm. Vua có tổ chức ăn Tết sớm cho quân lính. Và trong cái buổi đó thì vua có hẹn là ngày mùng 7 sẽ vào Thăng Long đón Tết chính thức. Nghĩa là vua có cái lời hứa hẹn một cách rất là tự tin, một cách rất là quyết đoán đối với các tướng sĩ của mình. Đó là đến ngày mùng 7, ngày mùng 7 tháng Giêng nhá, sẽ vào Thăng Long đón Tết. Nghĩa là sẽ chiến thắng nội trong từng đó ngày thôi. Từ ngày 30 đến ngày mùng 7 là khoảng 7 ngày như thế. Đấy, nhá, vua khẳng khái khẳng định như vậy trong cái bữa tiệc khao quân này. Và sự thật thì có phải đến ngày mùng 7 là quân ta đã giành chiến thắng không ạ? Các bạn ơi. Nào. Các bạn ơi. Sự thật là có phải đến ngày mùng 7 là vua là quân quân tướng của ta, là quân ta đã có thể giành chiến thắng rồi không? Lời hứa hẹn của nhà vua là đến ngày mùng 7 sẽ vào Thăng Long đón Tết. Đó, thế nhưng mà sự thật thì có phải như vậy không nhỉ? Các bạn đã đọc văn bản này chưa? À, sự thật thì không phải như vậy đâu các bạn ạ. Nhá. Sự thật không phải như vậy. Mặc dù là trong cái bữa tiệc khao quân này thì vua Quang Trung đã chia quân sĩ ra làm năm đạo. Hôm đó là ngày 30 tháng Chạp. Rồi nhà vua bảo kín với các tướng rằng: "Ta với các ngươi hãy tạm sửa lễ cúng Tết trước đã. Đến tối 30 Tết lập tức lên đường, hẹn đến ngày mồng 7 năm mới thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Các ngươi nhớ lấy, đừng cho là ta nói khoác." Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Sự thật là quân ta còn giành chiến thắng sớm hơn như thế nữa cơ. Đây, bây giờ các bạn đến với sự kiện tiếp theo cùng với chị nhá. Nào, đến với sự kiện tiếp theo nè. Sự kiện thứ tư. Sự kiện thứ tư diễn ra vào ngày bao nhiêu? Sự kiện thứ tư diễn ra vào ngày bao nhiêu? Các bạn đọc tiếp văn bản nhá. Đây. Cả năm đạo quân đều lạy vâng mệnh lệnh, đúng ngày gióng trống lên đường ra Bắc. Khi quân ta ra đến sông Gián, nghĩa binh trấn thủ ở đó tan vỡ chạy trước. Lúc đến sông Thanh Quyết, toán quân Thanh đi do thám từ đằng xa trông thấy bóng cũng chạy vào nốt. Vua Quang Trung liền thúc quân đuổi theo, tới huyện Phú Xuyên thì bắt sống được hết, không để tên nào trốn thoát. Bởi vậy, không hề có ai chạy về báo tin, nên những đạo quân Thanh đóng ở Hà Hồi và Ngọc Hồi đều không biết gì cả. Cho đến nửa đêm ngày mồng 3 tháng Giêng, ngày mồng 3 tháng Giêng. Năm Kỷ Dậu, sang năm mới rồi đây ạ. Là năm 1789 đấy. Đồng ý chưa? Vua Quang Trung tới làng Hà Hồi. Địa điểm ở đây là làng Hà Hồi, huyện Thượng Phúc, và lặng lẽ vây kín làng ấy, rồi bắc loa truyền gọi, tiếng quân lính luân phiên nhau dạ gian để hưởng ứng, nghe như là có hơn vài vạn người. Trong đồn lúc ấy mới biết, ai nấy rụng rời sợ hãi, liền xin ra hàng, và lương thực khí giới thì đều bị quân Nam lấy hết, đều bị quân ta chiếm dụng hết. Đúng không ạ? Nhá, đấy là sự kiện ở làng Hà Hồi. Khi mà vua Quang Trung
À, đốc thúc quân lính giúp cho đội quân Tây Sơn vây kín làng, hạ đồn lính và thu được lương thực khí giới của địch, quân Tây Sơn. Vây kín làng này, rồi hạ đồn lính, thu được lương thực khí giới của địch. Rồi, và sự kiện cuối cùng này, đó chính là vào ngày mùng 5 tháng Giêng. Năm Kỷ Dậu. Cũng là năm 1789 đấy. Và sự kiện này thì diễn ra tại tại đồn Ngọc Hồi, đúng không ạ? Tại Ngọc Hồi. Khi mà đội quân Tây Sơn đã hạ đồn Ngọc Hồi và khiến cho tướng giặc là Sầm Nghi Đống thắt cổ chết, quân Thanh đại bại. Rồi đội quân tiếp tục tiến về Thăng Long. Đây nhá, đầu tiên là hạ đồn Ngọc Hồi, khiến cho quân Thanh đại bại. Đó, tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ chết nhá. Rồi tiếp tục đội quân chia thành nhiều mũi tấn công để tiến về Thăng Long. Khiến cho quân sĩ các doanh trại của giặc phải hoảng loạn bỏ chạy. Và như vậy là đội quân Tây Sơn đã giành được chiến thắng hoàn toàn. Rồi, ok chưa? Thì đây chính là 1, 2, 3, 4, 5 sự kiện mà chúng ta thống kê được từ việc đọc văn bản. Cái này đều đến từ cả kỹ năng đọc hiểu của chúng mình nữa đấy. Bởi vì nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái, như chị vừa nói, nhóm tác giả có thuật lại từng cái sự kiện và có phải đi theo một cái mô típ cứng nhắc là cứ ngày, tháng, năm, rồi đến địa điểm, rồi đến hoạt động sự kiện đâu. Đúng không? Mà nhóm tác giả kể theo cái mạch truyện cơ. Nên các cái thời điểm này này là chúng ta phải chắt lọc, phải đọc thật kỹ thì mới biết được là sự kiện này diễn ra vào ngày nào. Vậy thì bây giờ đã thống kê được rồi, hãy cùng nhận xét với chị này. Các bạn tập trung vào đây nhé. Toàn bộ một cái đoạn trích dài như vậy, kể lại nhiều sự kiện như vậy, nhưng trong thực tế là chỉ diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày ạ? Từ ngày 25 tháng Chạp cho đến ngày mồng 5 tháng Giêng. Là diễn ra trong khoảng bao nhiêu ngày à kem? Khoảng bao nhiêu ngày nhỉ? Từ ngày 25 tháng Chạp. Diễn ra trong chỉ khoảng 10 ngày thôi. Một điều mà chị tin rằng là có nhiều bạn đến đây chúng ta bất ngờ nhận ra đấy, là toàn bộ văn bản này đang kể về các cái sự kiện diễn ra vỏn vẹn chỉ trong khoảng 10 ngày thôi. Từ ngày 25 tháng Chạp cho đến ngày mồng 5 tháng Giêng. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn nhé. Nhận xét về mặt thời gian thì chúng ta thấy là một cái khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng, ôi, khối lượng, số lượng các cái sự kiện diễn ra thì đúng là khiến cho chúng ta choáng ngợp. Từ khi mà Bắc Bình Vương lên ngôi vua, rồi tập hợp quân lính, tuyển quân, có lời phủ dụ quân lính, đốc thúc quân lính, rồi tiến quân ra Bắc và dẹp yên quân Thanh. Tất cả mọi thứ thực sự là phải dùng đến hai chữ thần tốc. Đây là một trận đánh thần tốc các bạn ạ. Nhá, một trận đánh thần tốc. Bởi vì đây, nhóm tác giả đã làm nổi bật điều đó qua việc là tái hiện lại vô số các sự kiện, nhưng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn khoảng 10 ngày. Thần tốc như thế cơ mà, đúng không? Nhá, đây, ok chưa? Rồi cái sự thần tốc đó còn được thể hiện này, từ Phú Xuân, rồi đến Nghệ An, đến Tam Điệp, rồi đến làng Hà Hồi, rồi đến Ngọc Hồi, đến Thăng Long. Cái sự thay đổi liên tục về mặt không gian địa lý cũng cho thấy là đội quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long một cách nhanh chóng hay là ì ạch ạ? Rất nhanh chóng.
đúng không em? Rất nhanh chóng nhá. Đó, các cái sự kiện này diễn ra dồn dập, khẩn trương, thay đổi liên tục cả về không gian, cả về thời gian. Và điều đó khiến cho chúng ta như bị cuốn theo một cái câu chuyện vừa hấp dẫn và lại vừa như thế nào ạ? Vừa hấp dẫn, vừa cuốn hút nhưng lại mang tính lịch sử đậm nét. Đấy, chứ nếu như mà bảo chúng mình giống như học sử đi, đây, cho các em một chuỗi các sự kiện này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ học theo từng cái thời điểm, từng cái mốc thời gian như thế này. Và nếu như cho chúng ta kể lại một cái sự kiện lịch sử, ví dụ bây giờ cung cấp cho các bạn một dàn ý như thế này, và chúng ta kể lại về sự kiện là Quang Trung đại phá quân Thanh, đúng không? Thì chúng mình sẽ thường là cứ nêu ra vào ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân thì diễn ra điều gì, vào ngày 29 tháng Chạp năm Mậu Thân thì ra sao, ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Thân như thế nào, vân vân, đúng không ạ? Nhưng ở đây cũng cùng cái nhiệm vụ ấy thì nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái lại đem đến cho chúng ta những cái trang văn rất đặc sắc, tập trung nhiều vào sự kiện, tập trung nhiều vào hình tượng nhân vật, chứ không phải là kể lại các cái sự kiện ấy một cách khô khan. Đúng không các em? Đúng không ạ? Các bạn hình dung ra không nào? Đó, em có thể hình dung về những cái trang viết trong sách giáo khoa lịch sử của chúng mình. Nếu như mà chỉ thuần về lịch sử không nhá, thì chỉ cần thời gian này, địa điểm này, sự kiện này. Nhưng ở đây thì nhóm tác giả lại là viết về mặt văn học, sử dụng cái góc nhìn về văn học nữa. Thế là kể lại cho chúng ta. Mà nếu như trong buổi ngày hôm nay chị không đề cập đến các sự kiện này thì có lẽ cũng có không ít bạn là chúng ta bỏ qua một cái điểm rất đặc sắc ở trong văn bản này, chính là các sự kiện lịch sử. Đúng không? Đúng không ạ? Ấy thì chúng mình vô tình bỏ qua cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi vì sao? Bởi vì nhóm tác giả thì tập trung kể lại về nhân vật mà, về sự kiện mà. Còn các cái ngày tháng này thì chúng ta phải chắt lọc, chúng ta phải đọc hiểu thì mới có thể thống kê lại như thế này. Đấy nhá. Rồi các bạn hình dung ra chưa? Các bạn ơi bị lag à? Các em có nghe rõ không? Các bạn nghe rõ chưa nào? Có phần nào chúng mình bị bỏ qua không? À, có bạn thì nghe rõ, có bạn thấy bình thường, nhưng có bạn thì bị lag. Thì cái tình trạng này chị đã gặp nhiều rồi các em ạ. Nghĩa là có thể là do mạng ở một số nơi ấy, và do thiết bị của một số bạn thì lúc bấy giờ là chưa có ổn định về mặt kết nối, thế nên là chúng mình sẽ bị giật lag một chút xíu. Chỉ cần đợi đợi một một chút thôi, hoặc là các em có thể đổi thiết bị. Đấy, hoặc là chúng mình lắp lại cái ứng dụng mà chúng ta đang sử dụng là chúng ta sẽ lại thấy bình thường nhá. Rồi. Nếu như từ phía chị, nếu như mà do mạng ở phía chị thì phải là tất cả các bạn đều không nghe được cô, đều bị lag cô. Nhưng ở đây chỉ có một số bạn là bị như vậy thôi. Đấy. Thế nên ý của chị là các em có thể đợi thêm một ít phút, bạn nào mà bị lag ấy, các em đợi thêm một ít phút để ứng dụng nó kịp thời cập nhật, và sau đó thì chúng ta sẽ lại thấy bình thường nhé. Rồi, đó, thì vừa rồi là các bạn đã cùng với chị chúng ta đi qua những sự kiện chính ở trong văn bản này để thấy được rằng là trong vỏn vẹn khoảng 10 ngày, nhưng đội quân Tây Sơn đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng lẫn phép tắc. Còn về mặt không gian thì cuộc hành quân tiến về Thăng Long phải nói là diễn ra vô cùng thần tốc, với sự thay đổi liên tục về mặt không gian địa lý. Đúng không ạ? Từ Phú Xuân đến Nghệ An, đến Tam Điệp, đến Thượng Phúc, rồi đến Ngọc Hồi, và cuối cùng là công phá thành Thăng Long. Các sự kiện thì diễn ra dồn dập, khẩn trương, khiến cho bạn đọc cũng như bị cuốn theo cái quá trình mà vua Quang Trung lãnh đạo đội quân Tây Sơn tiến về Thăng Long và dẹp yên quân Thanh vậy. Đây quả thực là một chiến công lẫy lừng. Và chiến công ấy không thể không nhắc đến chính là tài năng, phẩm chất của người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Bây giờ chúng mình cùng bước sang cái nội dung thứ hai này nhé, về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Rồi, đến với vấn đề thứ hai này,
Nào, đến với vấn đề thứ hai này, thì về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, chúng ta sẽ tập trung vào vẻ đẹp phẩm chất. Ở đây, cách phân tích cũng sẽ tương đồng với cả cách phân tích nhân vật Vũ Nương như buổi hôm qua chúng ta học. Nghĩa là chúng ta sẽ chắt lọc các cái dẫn chứng ở trong văn bản để làm rõ cho các nét phẩm chất tiêu biểu của nhân vật. Chứ không phải là chúng mình cứ phân tích từ đầu đến cuối, phân tích từng câu, từng chữ một. Mà có thể những cái dẫn chứng xuất hiện sau, nhưng ta sẽ phân tích trước. Những cái dẫn chứng xuất hiện trước thì có thể ta sẽ phân tích sau, tùy vào hệ thống luận điểm của chúng ta. Đó, và đây cũng là một dạng đề. Nhưng mà hôm nay thì chị muốn cùng với các bạn chúng ta trải nghiệm một cái dạng đề khác. Một dạng đề mà năm nào cũng vậy, cứ đến sắp đến ngày thi là các bạn thi vào 10 lại bắt đầu rộn ràng và nháo nhào đi tìm cách ôn về cái dạng đề đấy. Chính là dạng đề phân tích một đoạn trích trong tác phẩm văn xuôi. Ok không ạ? Nghĩa là đề bài sẽ đưa ra cho chúng ta một đoạn trích, và sau đó yêu cầu chúng ta là phân tích cái đoạn trích đó để làm rõ vấn đề ABC nào đó. Dạng này tại sao nó lại trở thành khó khăn? Bởi vì là khi chúng ta học kiến thức nền ở trên lớp, chúng ta sẽ chỉ có một cái dàn ý chung phân tích cả văn bản thôi. Nhưng bây giờ đề bài nhặt ra một đoạn trích trong văn bản đó và yêu cầu ta phân tích, thì nhiều khi là ta nếu như mà chỉ dựa vào những gì được học thì ta chẳng biết phân tích như thế nào. Bởi vì cái đoạn trích đề cho thì ta chỉ dùng một dẫn chứng trong đoạn đấy thôi, nên bài viết rất dễ bị ngắn này, bị sơ sài này, đúng không? Đó, và dạng đề này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách làm và cùng nhau trải nghiệm ở trong buổi học ngày hôm nay nhé. Cụ thể, đó chính là để thấy được phẩm chất của nhân của hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, có một đoạn trích rất là hay, chính là đoạn trích mà vua Quang Trung có lời phủ dụ quân lính tại Nghệ An. Ok chưa? Đây, các bạn sẽ mở sách giáo khoa và đến với trang số 66 nhá, 65 66 giúp chị. Chúng ta sẽ cùng phân tích một đoạn trích như sau này. Vua Quang Trung cưỡi voi ra doanh để yên ủi quân lính, truyền cho tất cả đều ngồi nghe nhá, đều ngồi mà nghe lệnh, rồi dụ họ rằng: Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nói giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể nào chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ. Các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng ta làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, giấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay, người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta làm quận huyện, không biết trong gương mấy đời Tống Nguyên Minh ngày xưa. Vì vậy, ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực để dựng nên công lớn. Chớ có quen thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước. Các quân lính đều nói, xin vâng lệnh, không dám hai lòng. Đó, nếu mà đề bài yêu cầu chúng ta phân tích cái đoạn trích đấy thì sao? Chúng mình sẽ viết như thế nào đây? Nào, chúng mình sẽ viết như thế nào đây ạ? Các bạn đã bao giờ gặp dạng đề đấy chưa? Các bạn đã bao giờ gặp dạng đề đó chưa ạ?
Dạ chưa, em đã từng gặp rồi. Có bạn thì chưa trải nghiệm, có bạn thì đã từng gặp rồi. Nhưng mà tóm lại thì chúng ta cũng đều thấy là dạng này sẽ có những yêu cầu riêng, chứ không phải là sẽ bê nguyên si kiến thức nền mà chúng ta được học đâu. Tức nghĩa là kiến thức nền mà chúng mình được học ấy, có thể là khi phân tích hình tượng người hùng quang Trung Nguyễn Huệ, ta sẽ sử dụng một vài những cái dẫn chứng ở trong đoạn trích này để phân tích. Nhưng bây giờ đề bài chỉ giới hạn là trong đoạn trích này thôi, nên tất cả những đoạn trích khác, những dẫn chứng khác là ta không có phân tích gì cả. Ta chỉ phân tích cái đoạn này thôi. Ok chưa ạ? Phạm vi dẫn chứng của ta là chỉ trong đoạn trích này, chứ không phải là trong toàn bộ văn bản. Vậy bây giờ phân tích hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ chỉ trong đoạn trích này thôi, thì ta phải khai thác từng dẫn chứng một, từng câu văn một. Thì để đảm bảo việc phân tích của mình được kỹ lưỡng, chi tiết, chứ không thể nào sơ sài được. Đúng không ạ? Chúng mình sẽ phân tích đoạn bắt đầu từ chỗ vua Quang Trung cưỡi voi ra doanh yên ủi quân lính, cái câu cuối cùng ở trang 65, và đến chỗ xin vâng lệnh không dám hai lòng ở trang số 66 các bạn nhá. Đấy, các bạn đánh dấu vào đoạn trích đấy giúp chị nha. Rồi, thế bây giờ này, có bạn là đã gặp dạng đề này, có bạn là chưa gặp cái dạng đề phân tích đoạn trích bao giờ cả. Thế thì chúng ta sẽ cùng học ở trong buổi ngày hôm nay để có thêm một trải nghiệm nữa đối với những dạng đề trong môn văn nhé. Không phải đề bài lúc nào cũng sẽ giống như cách mà chúng ta học đâu. Đề bài sẽ biến hóa khôn lường, sẽ có rất nhiều những dạng đề các em ạ. Nên chuyện mà chúng ta học khác với chuyện chúng ta đi thi. Đi thi là chúng ta vận dụng những kiến thức đã học, chứ không phải là đi thi như là một cuộc kiểm tra trí nhớ và ta bê nguyên si những gì ta nhớ được đâu. Nên bạn nào đang có cái suy nghĩ như vậy là bây giờ chúng mình học sớm là để có nhiều thời gian học thuộc lòng, thì chị nghĩ là các em nên xác định một cái tinh thần khác, một cái phương pháp học khác nhé. Đó, đây, rõ ràng cũng là về Hoàng Lê Nhất Thống Chí, nhưng không phải là phân tích nhân vật người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ trong toàn bộ đoạn trích nữa, mà chỉ phân tích một đoạn trích trong trong toàn bộ văn bản nữa, mà bây giờ chỉ phân tích một đoạn trích nho nhỏ thôi. Thế thì nếu như mà chúng ta không biết cách vận dụng thì chúng mình sẽ như thế nào? À, chúng mình sẽ bị bất lực, bó tay trước những cái dạng đề mới như thế này chẳng hạn, trước những dạng đề khác với những gì mình được học chẳng hạn. Đó, trong khi nó vẫn xoay quanh những gì ta học thôi nhá. Nên học đúng phương pháp và học để vận dụng, khác với cả việc là chúng ta chỉ chăm chăm vào việc học để mà nhớ, để mà học thuộc lòng. Đấy cũng là cái tiêu chí mà tất cả chúng mình sẽ cùng theo đuổi ở trong khóa học văn VIP. Ok chưa nào? Nhá, bao nhiêu năm rồi vẫn là như thế, là chị không bao giờ khuyến khích các bạn là phải học thuộc lòng quá nhiều, hay là đi thi là bê nguyên si những gì chúng ta học, mà cố gắng xây dựng một cái chuyên đề riêng về mặt phương pháp để các bạn biết cách vận dụng những gì được học vào đề thi. Để chúng mình học một lần, học một buổi về Hoàng Lê Nhất Thống Chí chẳng hạn, nhưng có thể xử lý được các đề bài khác nhau về văn bản ấy. Mục tiêu có vẻ lớn đấy, đúng không? Nhưng chúng mình sẽ làm được nếu như chúng ta có phương pháp nhá. Và phương pháp của dạng đề này đó chính là chúng ta phải khai thác thật kỹ từng dẫn chứng, từng câu văn ở trong đoạn trích, không bỏ qua câu văn nào cả. Đặc biệt là đoạn trích này chính là lời phủ dụ quân lính ở Nghệ An. Lời phủ dụ của vua Quang Trung ở đây, đọc lên chúng ta có thấy bị thuyết phục không? À, chúng mình cảm thấy khi mà nghe cái lời phủ dụ này của vua Quang Trung ấy, thì cái tinh thần chiến đấu, tinh thần dân tộc trong quân lính chắc chắn là đã được khơi dậy rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là lời lập luận của vua Quang Trung rất là thấu đáo, có minh chứng cụ thể và cũng rất là truyền cảm nữa. Thì bây giờ ta cùng phân tích nhé. Nào, trước tiên chúng ta thấy này, ở đây, đây chính là lời phủ dụ. Lời phủ dụ quân lính thì em hiểu lời phủ dụ giống như là một lời kêu gọi ấy, nhá, giống như một lời kêu gọi. Và năm lớp 8 thì các bạn cũng đã từng học một cái văn bản mà cũng mang tính kêu gọi của tướng sĩ đối với cả quân lính, chính là văn bản gì ạ? Hịch tướng sĩ đấy nhá. Các bạn cũng đã từng học một cái văn bản mà có cái tinh thần tương tự như vậy.
Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng đọc cái lời phủ dụ quân lính của vua Quang Trung để xem là qua cái lời phủ dụ này thì vua đã truyền đạt được những cái tinh thần gì mà vua đã truyền đạt ra sao. Trước tiên này, quân Thanh sang xâm lấn nước ta hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, trước tiên nhá, quân Thanh này sang xâm lấn nước ta, đúng không ạ? Nhá, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Đây chính là câu văn để vua nêu về tình hình hiện tại. Hay nếu như mà trong văn nghị luận thì chúng ta gọi đây là nêu về thực trạng đấy, đúng không ạ? Nêu về thực trạng đấy. Đấy, rồi sau đó này, sau đó vua nói gì ạ? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nói giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Các bạn đọc những lời văn đó thì các em thấy những cái lời văn đấy có ý nghĩa gì ạ? Nào, trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nói giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Chúng ta có dẫn chứng tiếp theo. Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy cho đến chỗ người phương Bắc không phải nói giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Dẫn chứng này có ý nghĩa gì? Ở đây nhà vua muốn khẳng định điều gì đây ạ? Theo các em, nhà vua muốn khẳng định điều gì ở đây? Các bạn nghĩ là nhà vua muốn khẳng định điều gì ở đây đây nhỉ? Khẳng định độc lập chủ quyền. Tại sao lại như vậy? Khẳng định chủ quyền, đúng không? Chúng mình nhận ra được là ở đây khẳng định rõ luôn là phân biệt rõ ràng, đất nào sao ấy phân biệt rõ ràng, cũng giống như là trong Nam Quốc Sơn Hà ấy. Đấy, thì có những câu thơ là gì? Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, đúng không? Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Bây giờ là đất nào sao ấy, định vận rõ ràng như thế rồi, phân biệt rõ ràng như thế rồi. Phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị, đúng không ạ? Đấy, đúng rồi. Ở đây là nhà vua muốn khẳng định là nước ta có nền độc lập, có quyền tự chủ riêng, đúng không ạ? Khẳng định quyền độc lập tự chủ. Của dân tộc của đất nước ta. Chứ không bao giờ có chuyện là nước khác có thể xâm phạm nước ta được. Bây giờ người phương Nam, người phương Bắc là riêng phận rồi. Rồi, đồng ý. Đấy là câu văn tiếp theo nhá. Tiếp tục nào, vua nói gì nữa ạ? Sau khi mà khẳng định nền độc lập quyền tự chủ rồi, thì nhà vua khẳng định tiếp. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Câu văn tiếp theo nhá. Từ đời nhà Hán đến nay, đó, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Rồi, ok chưa? Thế thì dẫn chứng này cho thấy là nhà vua đang vạch trần tội ác của kẻ thù. Vạch trần tội ác của kẻ thù. Và chúng mình để ý nhé, nhà vua sau khi khẳng định cái nền độc lập tự chủ chính đáng của dân tộc ta thì mới vạch trần tội ác kẻ thù. Bởi vì sao? Bởi vì những việc mà chúng làm từ đời nhà Hán đến nay là đi ngược lại với cả cái sự thật
là sự phân định rõ ràng về nền độc lập chủ quyền của hai đất nước, hai dân tộc. Đúng không? Đây, đầu tiên là vua phải khẳng định một cái sự thật không thể chối cãi. Và kẻ nào mà đi ngược lại với sự thật ấy chính là kẻ mang tội ác. Nhá, chứ nhà vua không vạch trần tội ác ngay từ đầu. Nhà vua phải khẳng định một cái cơ sở lập luận đã. Cơ sở ở đây là một cái cơ sở thực tế, đúng không? Nên độc lập chủ quyền này đã được khẳng định, nó là một cái điều tất yếu rồi. Đất nào sao ấy rồi. Thế nên bây giờ kẻ nào mà đi ngược lại với sự thật đó thì chính là kẻ mang tội. Chính là kẻ tội ác, đúng không ạ? Chính là kẻ mang tội ác. Nên đến đây thôi là chúng ta cũng đã thấy được cái mạch lập luận rất chặt chẽ rồi. Đều có cơ sở lập luận cả. Nhà, giống như chúng ta viết văn nghị luận ý, cái gì cũng phải có cơ sở, có bằng chứng, có dẫn chứng. Thì ở đây nhà vua là có cái cơ sở lập luận trên thực tế là như vậy. Và bây giờ là quân phương Bắc là đang đi ngược lại với thực tế đó. Đúng không? Rồi tiếp tục nhá, tiếp tục này. Sau khi mà vạch trần tội ác kẻ thù như vậy thì nhà vua cũng đồng thời khẳng định truyền thống đánh giặc giữ nước của đất nước ta. Từ đời nhà Hán thì có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ. Nghĩa là cứ một bên là quân phương Bắc thì một bên là triều đình nước ta đứng lên để chống lại sự xâm lược của quân phương Bắc ấy. Những câu văn này khiến cho chúng ta nhớ đến ở trong bài ở trong bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi đấy, đúng không ạ? Nhá, nếu như Nguyễn Trãi dùng cái cách khẳng định cái sự song hành, khẳng định cái sự cùng tồn tại độc lập giữa hai triều đình, giữa hai đất nước là từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Thì ở đây, vua Quang Trung khẳng định cái truyền thống đánh giặc giữ nước của nước ta bằng những cái bằng chứng không thể hùng hồn hơn. Đó là gì? Đời Hán thì có Trưng Nữ Vương, đời Tống thì có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên thì có Trần Hưng Đạo, đời Minh thì có Lê Thái Tổ. Các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người giấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy thì Nam Bắc riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi hại được mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các thời đại trước. Bằng chứng rõ ràng luôn, đúng không ạ? Nhá, chúng ta tiếp tục này. Đời Hán có Trưng Nữ Vương vân vân, cho đến chỗ là các triều đại trước. Các bạn thấy không ạ? Nhá, có lý lẽ thì phải có bằng chứng. Trong thực tế, đúng không ạ? Trong thực tế thì nước ta có truyền thống bao đời nay không bao giờ chấp nhận làm nô lệ, khẳng định. Truyền thống đánh giặc giữ nước. Của cha ông ta bao đời nay. Và đây chính là cái bằng chứng lịch sử rồi, không thể chối cãi rồi, bằng chứng cụ thể rồi. Cũng giống như là khi mà các em viết văn nghị luận xã hội ấy, mọi lý lẽ đều sẽ là lý lẽ suông, đều là lý thuyết suông, đều sẽ chỉ là màu xám thôi. Nếu như chúng ta không có dẫn chứng đời thật việc thật, thì đây, nhà vua cũng thế. Đi từ những cái lý lẽ đanh thép và cũng có cả minh chứng cụ thể để chứng minh cho cái lý lẽ đấy. Đúng không? Ok chưa? Nhá, thế nên là các bạn ơi, lời phủ dụ này không đơn thuần chỉ là một lời nói của nhà vua với tướng sĩ, mà lời phủ dụ này ta còn thấy được cả cái mạch lập luận, cái tư duy, đúng không ạ? Và cái tinh thần của nhà vua muốn truyền đạt lại qua những cái lời phủ dụ đầy thuyết phục. Sự thuyết phục đến từ mạch lập luận chặt chẽ, sự thuyết phục đến từ sự đủ đầy cả về lý lẽ, cơ sở lập luận và bằng chứng xác thực nữa.
Đúng không? Thế nên là nghe đến đây ý, thì ai cũng được thuyết phục. Bây giờ hiệu triệu quân lính không thể nào chỉ là kêu gọi lý thuyết suông, không thể nào là chỉ kêu gọi rằng là hãy đứng lên, hãy chống lại quân Thanh đi. Mà ở đây nói với tất cả các tướng sĩ, nhà vua đã đi từ cái cơ sở lập luận là cái quyền độc lập tự chủ hiển nhiên của đất nước ta rồi. Và những kẻ mà đi lại cái sự thật đấy chính là những kẻ mang tội ác. Và bằng chứng từ trước đến nay, nhân dân ta, các đời cha ông ta đã đứng lên để mà trừng trị những kẻ có tội ác ấy, để đánh giặc giữ nước. Và bây giờ, đến thời đại này, đúng không ạ? Bây giờ đang ngồi ở đây, đang có mặt ở đây là hàng ngàn quân lính, hãy sẵn sàng để mà đứng lên đánh đuổi quân giặc, cũng chính là đánh đuổi những cái kẻ mang tội ác, cũng chính là phát huy truyền thống của cha ông ta, đúng không? Đấy, thì sau khi mà khẳng định bằng chứng như vậy rồi thì cuối cùng nhà vua mới đưa ra lời hiệu triệu này: này người Thanh lại sang mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết noi gương, không biết trông gương mấy đời Tống Nguyên Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra Bắc đánh đuổi chúng. Các người đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực để dựng xây, đúng không ạ? Để dựng nên công lớn, chớ có quen thói cũ ăn ở hai lòng. Và nếu như việc phát giác ra thì sẽ giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước. Nào, cuối cùng chính là những câu văn: nay người Thanh lại sang. Cho đến hết nha, cho đến hết cái lời phụ dụ đó, thì ta thấy đây chính là lời hiệu triệu, lời kêu gọi đây này. Lời kêu gọi để mà làm dấy lên cái sự quyết tâm trong toàn quân chiến đấu trước quân Thanh xâm lược, đề ra kỷ luật nghiêm minh trong quân đội. Đấy nhá, thì các bạn thấy có giống như là khi chúng ta viết văn nghị luận không này? Trước tiên là khẳng định thực trạng nhá, cho thấy thực trạng như thế nào này, rồi đưa ra cái cơ sở lập luận của mình đó, đúng không ạ? Rồi dùng những cái bằng chứng xác thực, và cuối cùng là kết lại bằng bài học, lời kêu gọi, rất là giống với cả việc chúng ta viết văn nghị luận xã hội đấy. Thì ở đây lời phủ dụ này của nhà vua cũng không khác gì như vậy cả. Để ta thấy được mạch lập luận chặt chẽ, để ta thấy được cái tinh thần độc lập tự chủ, và đặc biệt là ta cũng thấy được cái việc mà nhà vua muốn truyền đạt thật nhiều những giá trị quan trọng trong lời phủ dụ này. Đây không chỉ đơn thuần là một lời kêu gọi, mà nó đã làm dấy lên rất nhiều sự quyết tâm, lòng căm phẫn của quân ta trước tội ác của giặc Thanh, đúng không? Và đối diện với quân giặc, với cái lực lượng đông đảo như vậy, lời phủ dụ này đã giúp cho quân lính của đội quân Tây Sơn không còn chùn bước, mà nhất nhất chỉnh tề theo một cái tinh thần quyết tâm như thế. Ok chưa? Nên ta có thể thấy lời phủ dụ này cũng giống như là một bài hịch vậy. Nó thể hiện cho tinh thần dân tộc mạnh mẽ và khơi dậy lòng quyết tâm. Đó, đúng không ạ? Khơi dậy lòng yêu nước, chống lại quân thù, đặc biệt là cho thấy tinh thần yêu nước của vua Quang Trung. Nói ra những lời này, chúng ta cảm nhận như nhà vua đã dốc lòng dốc sức, đã đặt để toàn bộ cái tinh thần của mình, lòng quyết tâm của mình, sự căm phẫn của mình để mà nói ra, để mà hiệu triệu quân lính của mình cùng một cái tinh thần như vậy. Và phải chăng đó cũng chính là điểm tựa quan trọng để giúp cho đội quân Tây Sơn đi đến chiến thắng cuối cùng, được lãnh đạo bởi một vị vua, một vị tướng sáng suốt và luôn sục sôi cái tinh thần đánh giặc như thế, thì quân lính nào lại không muốn đi theo, quân lính nào lại đi ngược lại với cái tinh thần như vậy được, đúng không nhá? Thế nên là cuối cùng thì chúng ta chốt lại này, chúng ta có thể đưa ra cái lời nhận xét khi mà phân tích lời phủ dụ này, chính là đây mang tinh thần giống như một bài hịch nhá. Lời phủ dụ giống như một bài hịch, và ta
dụng ý nghĩa của nó là gì? Thể hiện tinh thần dân tộc. Thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ này. Thể hiện lòng yêu nước này. Thể hiện tinh thần quyết tâm chống lại quân thù này. Của ai? Trước tiên là của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Chị viết tắt Quang Trung Nguyễn Huệ nhé. Và từ đó thì cũng khơi dậy tinh thần trong quân lính và cả bạn đọc chúng ta nữa. Đấy, đây chính là cái đoạn trích, một trong những đoạn trích rất trọng tâm của văn bản này mà chúng mình đã cùng với nhau phân tích. Chúng ta phân tích từng câu một đấy, đồng ý không? Chúng mình đã vừa cùng với nhau phân tích từng câu một đấy. Và cái cách phân tích này thì không phải là lúc nào chúng ta cũng sử dụng khi phân tích các tác phẩm văn xuôi. Ví dụ như buổi trước khi mà học về Vũ Nương đi, thì các em thấy là có đoạn nào mà chúng ta phân tích từng câu từng chữ như thế này không? Đúng không? Mà chúng mình đang phân tích trong cả một văn bản, thế nên ta chỉ chắt lọc các dẫn chứng quan trọng thôi. Nhưng nếu như đề bài trích ra một đoạn trích và yêu cầu ta phân tích đoạn trích ấy, thì chúng ta nên đi lần lượt và khai thác thật kỹ từng câu văn. Các bạn hình dung ra không nào? Các bạn đã hiểu bài chưa nhỉ? Các em đã hiểu bài chưa? Các bạn đã hiểu bài chưa nào? Với những phần mà chị vừa mới giải thích và những phần mà chúng ta vừa mới đi qua, có phần nào mà các em băn khoăn không? Rồi nhá. Thế nên là nếu như mà chúng mình gặp cái dạng đề là phân tích đoạn trích ý, thì đây là cách làm này. Và nhớ là hãy đọc thật kỹ. Không phải là chúng ta đặt ra câu hỏi là câu văn này thì thầy cô hướng dẫn như thế nào nhỉ, mà chúng ta hãy chỉ tập trung vào câu văn đấy thôi. Hãy chỉ đặt ra câu hỏi là câu văn này có ý nghĩa gì đây, thể hiện điều gì đây. Và khi đó là chúng ta sẽ phân tích được nha. Rồi, ok, đồng ý nhá. Đó, thì liên quan đến hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ sẽ có rất nhiều những dẫn chứng nữa, sẽ có rất nhiều những luận điểm nữa. Và chị sẽ tiếp tục gửi đến các bạn thông qua phần tài liệu của buổi học ngày hôm nay. Thế nên là ngày mai chúng mình cũng sẽ lại có bài để điểm danh nhận tài liệu buổi 2 này nhá. Còn ngày hôm nay thì chị mong muốn là có thể ngồi lại cùng với các bạn để chúng ta thống kê những sự kiện chính được nêu ra trong văn bản, để chúng mình cũng nhận ra một cái hay cái đẹp của văn bản này, chính là cách các tác giả thuật lại các sự kiện không hề khô khan mà lại vô cùng sinh động và cuốn hút. Cái thứ hai là chị muốn cùng với các bạn chúng ta trải nghiệm qua một dạng đề nói khó thì khó thật, nhưng khi ta biết làm rồi thì ta lại thấy nó rất là hay. Chính là dạng đề phân tích một đoạn trích trong tác phẩm văn xuôi. Mong rằng là với những cái kiến thức đó, các em sẽ thêm một buổi học bổ ích với chúng mình. Và đặc biệt này, đây cũng chính là những cái cách học mà chúng ta sẽ áp dụng trong khóa học văn VIP lớp 9 nhá. Khóa học dành cho các bạn 2K9 năm nay. Năm nào cũng vậy thì với các bạn lớp 9, học văn chị Hiên luôn có những cái khóa học kéo dài cả một năm. Những khóa học mà gọi là khóa học dài hạn. Và bởi vì dài hạn như thế, đầy đủ như thế, nên đây được coi là những khóa học VIP nhá. Khóa học văn VIP là bởi vì cái sự VIP đấy đến từ việc thứ nhất là đầy đủ, cặn kẽ, chi tiết từ kiến thức nền đến chuyên đề về phương pháp và cuối cùng là luyện đề. Cái thứ hai, sự VIP đó còn đến từ việc là chúng ta sẽ học cùng với nhau từ tháng 6 cho đến khi mà các bạn thi vào 10 xong. Rất nhiều những sự hỗ trợ. Và cái thứ ba là một khi các bạn là thành viên của khóa học văn VIP, các em sẽ nhận được rất nhiều những đặc quyền khác của học văn chị Hiên. Ví dụ như đăng ký các khóa học khác thì chúng mình sẽ được ưu đãi này, hay là mua các ấn phẩm thì sẽ được ưu đãi này, hoặc là được ưu tiên sử dụng các tài liệu độc quyền của văn chị Hiên. Đó, nhá. Thế nên rằng là từ những buổi học như thế này,
chị cũng mong là các bạn đã có cái sự trải nghiệm và hiểu được cách học, hiểu được cách truyền đạt, cũng như là cũng thử xem là có hợp với cả cách học cùng với chị, cùng với học văn chị Hiên không này. Đó, và bạn nào mà cảm thấy phù hợp thì rất mong là các em có thể liên hệ với học văn chị Hiên để chị em mình cùng đồng hành nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa trong các buổi học của khóa học văn VIP nhé. Khóa văn VIP thì các bạn cũng đã thấy chị Hiên đã bình luận và gửi tặng phần quà cho các bạn rồi đấy. Nghĩa là đối với riêng những bạn trong khóa học mùa hạ này mà chúng ta đăng ký tham gia khóa học văn VIP thì còn được tặng thì sẽ còn được ưu đãi về cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm và cuốn sổ tay đại dương văn học nữa. Đó, ưu đãi lên đến hơn 200.000 liền. Thế nên là đây là cái ưu đãi dành riêng cho các bạn ở trong khóa học mùa hạ này đấy. Và khóa học mùa hạ của chúng ta chỉ còn ngày mai nữa thôi các em ạ. Nhanh lắm. Hôm nay đã là ngày thứ 3 chúng ta đồng hành cùng với nhau rồi. Nên là ưu đãi này chỉ còn diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi. Nên nếu như mà các em cảm thấy phù hợp và rất muốn là đồng hành tiếp tục cùng với học văn chị Hiên, cùng với chị trong những buổi học phân tích thật là chi tiết và kỹ lưỡng về các văn bản trong chương trình lớp 9 này, để chúng ta có một hành trang vững chắc đến với các cái đề thi cụ thể, thì các bạn hãy đăng ký tham gia khóa học văn VIP ngay nhé. Chúng ta lại vừa được nhận ưu đãi và vừa có một cái khóa học xuyên suốt cả một năm, không còn phải lo lắng gì nữa. Đó, đấy, nên là bạn nào mà thích cái sự ổn định này, bạn nào mà thích cái sự xuyên suốt và xác định một cái tinh thần học thật là cố gắng ở trong năm học cuối cấp 2 này ấy, thì các bạn hãy tìm hiểu về khóa học văn VIP nhé. Các em có thể nhắn tin cho chị Hiên, nhắn tin cho chú Văn Học, hoặc là nhắn tin cho chị, hoặc là nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789. Và hãy nhớ nêu rõ là em là thành viên trong khóa học mùa hạ và muốn đăng ký khóa học văn VIP để chúng mình được áp dụng ưu đãi nhé. Cuốn sổ tay đại dương văn học là cuốn sổ tay tổng hợp các cái dẫn chứng liên hệ mở rộng. Ở đây thì chị lại chưa có cầm cái cuốn đấy ở đây để cho các bạn nhìn thấy luôn. Nhưng mà cuốn sổ tay đấy nhỏ xinh lắm, khổ A6 thì phải, khổ A6. Đây, nó sẽ bằng một nửa của cái cuốn vở này này. Đây, nó bằng một nửa cuốn vở này nhá. Đấy, và sẽ là sổ lò xo để chúng mình có thể lật mở được và đều in màu tất cả các trang luôn, tổng hợp những dẫn chứng liên hệ mở rộng cho các văn bản trong chương trình của chúng ta. Đồng ý chưa nào? Đúng rồi, chính xác nhá. Có dẫn chứng nghị luận văn học, có dẫn chứng nghị luận xã hội. Đấy, thế nên là chị nhắc lại về ưu đãi dành riêng cho các bạn trong khóa học mùa hạ. Khi mà đăng ký khóa học văn VIP này, các em sẽ được, thứ nhất là được tặng kèm cái cuốn vở luyện viết lớp 9. Ok chưa? Nhá, được tặng kèm cuốn vở luyện viết lớp 9. Bởi vì là hệ thống bài tập ở trong cuốn vở đó là được biên soạn theo lộ trình của khóa học văn VIP. Nên chúng mình đăng ký khóa học thì được tặng kèm với cuốn vở đó, để chúng ta có luôn một hệ thống bài tập. Và cứ như vậy chúng ta học, chúng ta làm bài tập để rèn luyện thôi. Ưu đãi thứ hai hôm nay mới được công bố đây này, đó chính là các bạn sẽ được tặng kèm theo cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 và cuốn sổ tay đại dương văn học. Thế là các em đăng ký một khóa học và được tặng kèm theo 3 cuốn sách nhá. Ok chưa? Được tặng kèm theo 3 cuốn sách đấy. Thế nên là hãy tận dụng cái ưu đãi dành riêng cho các bạn ở trong khóa học mùa hạ này để đến với khóa học văn VIP, vừa học này và chúng ta lại vừa được nhận những cái cuốn sách cần thiết bổ ích cho chương trình ngữ văn lớp 9 nữa nha. Ok chưa? Đấy, nên các bạn ghi nhớ cái ưu đãi này nhá. Và cách đăng ký thì các bạn có thể là nhắn tin cho chị Hiên này với nick Minh Hiên Nguyễn mà cùng tương tác cùng với các bạn ở trong buổi học ngày hôm nay, hoặc là các em nhắn tin cho chú Văn Học, hoặc là nhắn tin về fanpage Học Văn Chị Hiên Trung cơ sở để được hỗ trợ nhanh nhất nhá. Không có phân tích 17 tác phẩm ạ. Cái tài liệu phân tích 17 tác phẩm đấy là tài liệu buổi học của chúng ta rồi, và tất nhiên là các em sẽ được nhận rồi, nhưng nó sẽ là tài liệu bản mềm các bạn nhé. Mỗi cái bộ tài liệu đấy thì trung bình mỗi văn bản là khoảng 20 trang. Nhà, trung bình mỗi văn bản là khoảng 20 trang. Đó là tài liệu khóa học, là một trong những quyền lợi của các bạn ở trong khóa học rồi. Đấy, thì đó là tài liệu bản mềm mà cứ học xong một văn bản thì các em sẽ được nhận cái tài liệu đấy, bao gồm
kiến thức khái quát tác giả tác phẩm, kiến thức phân tích chi tiết, cả dàn ý và viết mẫu, rồi đặc biệt là có phần dẫn chứng liên hệ mở rộng để các bạn sử dụng được luôn. Nghĩa là tất cả những gì cần thiết cho một văn bản từ cơ bản đến nâng cao thì sẽ có trong tài liệu bản mềm của khóa học. Và cái đó thì các bạn không phải mua, cái đấy là đặc quyền của các em rồi, cái đấy là quyền lợi của các bạn rồi nhá. Đó là ưu đãi riêng ở trong cái chương trình, trong khóa học tiếp cận em nhá. Trong khóa học tiếp cận văn 9 thì đấy là ưu đãi riêng rồi. Bây giờ chúng ta có ưu đãi khác, chứ không còn tiếp tục áp dụng cái ưu đãi như trước nữa nha. Để được nhận tài liệu của khóa học văn VIP thì tất nhiên là các bạn hãy đăng ký tham gia khóa học văn VIP nhá. Rồi, ok chưa? Đó. Thế nên là ở đây để đăng ký khóa học văn VIP thì các bạn cũng thấy là chị Hiên vừa mới đăng cho chúng ta một cái đường link đấy. Các bạn có thể điền thông tin của mình vào đường link đó. Và sau đấy thì các anh chị ở trong team học văn chị Hiên sẽ liên hệ qua số điện thoại của các bạn một lần nữa để xác nhận. Rồi cuối cùng thì sẽ gửi quà về cho chúng ta kèm theo là thông báo các bạn đã đăng ký thành công khóa văn VIP và chúng mình sẽ được thêm vào trong nhóm kín của khóa học đó nhé. Ưu đãi mà các em sẽ được tặng sách khi đăng ký khóa học văn VIP là sẽ được duy trì cho đến khi mà khóa học mùa hạ kết thúc, nghĩa là hết ngày mai. Hết ngày mai nha, ngày mai đã là buổi cuối cùng của khóa học mùa hạ rồi. Rất là nhanh nhở, chúng mình cùng với nhau đã đi qua 3 buổi rồi đấy, một buổi khai giảng và 2 buổi học. Thì ngày mai là buổi học cuối cùng, chị cũng mong là các bạn sẽ tham gia đầy đủ để có cơ hội là chị có thể tổ chức thêm một mini game nho nhỏ tặng quà cho các em nữa. Rồi là có thể giới thiệu chi tiết hơn cho các bạn những cái ưu đãi và cả những cái quyền lợi của chúng ta khi tham gia khóa học văn VIP nữa nha. Còn tài liệu của buổi hôm trước thì ngay bây giờ sau khi mà kết thúc buổi học này thì chị sẽ đăng tải luôn trong phần bình luận, mà bạn nào bình luận điểm danh rồi thì sẽ nhận được thông báo nha. Ok chưa? Rồi, đúng rồi. Vừa rồi là chị đã tổng kết lại những nội dung của buổi học ngày hôm nay rồi đấy. Thế nên là bây giờ các bạn có thể xem lại một lần nữa những nội dung mà chúng ta đã học trong ngày hôm nay. Những phần kiến thức còn lại, những luận điểm liên quan đến vẻ đẹp của người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, chúng ta sẽ lại tiếp tục tìm hiểu thông qua phần tài liệu của buổi học ngày hôm nay nhá. Đấy, và thêm nữa là chúng mình đừng quên những cái ưu đãi dành riêng cho các bạn ở trong khóa học mùa hạ khi đăng ký tham gia khóa học văn VIP nha. Đó là chúng mình sẽ được tặng kèm theo cuốn vở luyện viết là 1 này, cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu là 2 này, cuốn sổ tay đại dương văn học là 3 này. Và đặc biệt là chúng ta luôn có cái bộ tài liệu độc quyền của khóa học văn VIP khi mà chúng ta tham gia khóa học này nữa nhé. Còn bây giờ thì chị phải kết thúc phần phát trực tiếp này tại đây rồi. Rất cảm ơn các bạn vì đã chăm chỉ theo dõi, lắng nghe, ghi chép và cùng tương tác với chị. Hẹn gặp lại các em ở trong buổi học ngày mai nhé. Tạm biệt các bạn. Bye bye.